chúng tôi, bắt đầu bằng câu hát đi cuộc đời, bắt đầu bằng câu hát đi mọi người, đây là tình yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu đất nước, bóng súng trên hy sinh vì đất nước quê mình. Hàng đại hoa đẹp xinh nào bằng bao nụ cười của người chiến sĩ cầm súng. Chúng ta đang nghe bài hát Tình yêu người lính, sáng tác của An Thuyên, do Túc Ca Nam đoàn nghệ thuật quân khu 2 biểu diễn tại biên giới phía Bắc. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu đất nước, đi tới nơi đông tụ cười xa mênh mông. Một điều may trong nghề làm phim là chúng tôi đã được tiếp xúc với đoàn nghệ thuật này từ những ngày đoàn mới ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, với cái tên Đoàn Văn Công Giải Phóng Trường Sơn. Và hôm nay, chúng tôi lại được gặp họ trên đường hành quân lên mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Hòa bình đã mang lại hạnh phúc cho một nước Việt Nam thống nhất. Song kẻ thù mới lại gieo rắc đau thương, máu của chiến sĩ ta vẫn đổ. Vì thế mà những người nghệ sĩ mặc áo lính này vẫn còn phải đi tiếp những chặng đường của Trường Sơn năm xưa để đến với các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc. Vẫn những cơn khát của rừng khộp và rừng le cháy bỏng. Mỗi ngụm nước dành dụng được phải san sẻ cho từng người, cùng với những câu chuyện tiếu lâm của lính để làm dịu đi cái khát và cái nóng. Nhìn những cảnh này, chúng tôi càng không thể quên những năm tháng đoàn phải cõng trên lưng cả cái đói, cái rét và những cơn sốt rét rừng cay nghiệt để lặn lội đến với các chiến sĩ trên dọc đường Trường Sơn đánh Mỹ. Trước mắt các bạn là điểm Cao Em, nơi các chiến sĩ của đoàn TS đang kiên cường bám trụ. Muốn tới điểm cao này, tốc diễn viên xung kích của đoàn nghệ thuật quân khu 2 phải vượt qua một trọng điểm ác liệt. Trước đây, lính gọi là ngã ba cửa tử, còn bây giờ là cửa quyết thắng. Ở đây, nhiều ngày đêm, cảnh vật như đang bị nung chảy. Các chiến sĩ đã ví đấy là cái lò vôi thế kỷ. Tuy nhiên, chính ở nơi gian khổ ác liệt này, người lính mới càng cần đến tiếng hát. Và cũng thật dễ hiểu khi họ đặc biệt yêu thích cái màu tím hoa sim trong bài Hoa Sim Biên Giới do ca sĩ Xuân Hải trình bày. Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim. Hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong sắc hoa sim yêu thương.
trong lòng người lính trẻ. Chờ em nên tim Nga bồi hồi giữa biên cương. Hoa sim, hoa sim, ta yêu từ thơ, trong trang sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa sim, hoa sim, nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta, đất lá vẫn xanh cánh tim nhớ mong. Hoa sim ơi màu sắc quê hương, ơi màu sắc yêu thương, ơi màu sắc em yêu, ơi màu sắc ta. Phải chăng trong hương sắc của loài hoa này còn chứa cả cái phần đời của người chiến sĩ nên đã khiến họ thêm yêu, thêm mến? Chúng tôi đã gặp lại nhạc sĩ Thuận Yến, một cán bộ sáng tác của đoàn, đã có những đóng góp đáng kể trong các bài hát Mỗi bước ta đi, Vầng trăng Ba Đình, Bác Hồ một tình yêu bao la và Gửi em ở cuối sông Hồng. Người nhạc sĩ này đã từng ôm cây đàn hát cho nhiều lớp chiến sĩ trên dọc đường Trường Sơn suốt một thời đánh Mỹ. Vượt qua rất nhiều éo le trắc trở, anh vẫn thủy chung với người lính để tiếp tục sáng tác và trực tiếp ôm cây đàn đứng hát cho các lớp cháu con của họ trên mọi miền Tổ quốc. Anh tâm sự, trong cuộc đời sáng tác của tôi, hình tượng người chiến sĩ luôn chiếm ở vị trí hàng đầu, vì ở trong tôi còn đọng lại biết bao khuôn mặt của người lính. Vì thế mà đối với Thuận Yến, cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường lên mặt trận với đồng chí tư lệnh trưởng Vũ Lập và bạn thơ Nguyễn Chuông, những người lính Điện Biên trên chiến trường đánh Pháp năm xưa, càng có một ý nghĩa đặc biệt. Các anh đã ôn lại những chặng đường đã qua và tự hào về lớp người lính trẻ bây giờ đang kế tục một cách xứng đáng những truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Cảm phục trước tinh thần chiến đấu mới của họ, Thuận Yến đã xúc động sáng tác liền một chùm ca khúc như Làng Lính Chúng Tôi, Hát Về Em và Bài Ca Giữ Đất. Khi đến thăm các chiến sĩ ở hang P, chính anh đã trực tiếp cầm đàn hát tặng họ. Và cũng theo cách nói của anh, đó là những tình cảm thứ thiệt đã đi thẳng từ trái tim người sáng tác đến với trái tim người lính. Đêm tựa nằm trong mây, màu áo màu lá cây, màu da là màu đất, không tu mà thành Phật, như sống giữa thiên đường. Cơm trắng cho muối trắng, cọng rau chia hai lần, uống nước trong của trời nên lòng và sang ngời, và long lanh đôi mắt. Điểm tựa nằm trong mây, mắt kẻ thù chẳng thấy, nơi chúng tôi ở đấy là hang đá trời cho, không đủ chỗ nằm co nên ngủ ngồi cũng tiện. Ánh mặt trời thắp sáng, lấy ánh trăng làm đèn, lâu ngày cũng thành quen. Pháo nổ, mặc pháo nổ, dẫu đồi nghiêng cây đổ, dẫu đá hóa thành vôi, đoàn chiến sĩ chúng tôi, dẫu người còn người mất, giữ lời thề bên nhau, hát bài ca giữ đất
hát bài ca giữ nước. Chân của đoàn nghệ thuật lên tận hang Làng Lò. Bộ đội đã hết sức xúc động khi thấy trong đoàn lại có mặt cả một vài nữ diễn viên quen biết. Chè, Công Hiệp và cả Tốt Nhạc Công đã mang đến cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị 122 một nguồn tình cảm dạt dào từ hậu phương gửi ra tiền tuyến. Khi Kim Tuyết hát thì bộ đội đã dành cho chị một niềm ưu ái đặc biệt. Vì chị là người hát hay nhất, mà bởi chính sự có mặt của chị ở đây còn cao quý hơn nhiều. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các chiến sĩ đã yêu cầu chị hát hàng chục lần với nhiều bài hát khác nhau. Hiểu rõ tâm trạng khát khao của người lính trên tuyến đầu nóng bỏng, chị đã hát phục vụ họ không tiếc sức mình. Trước lúc nghỉ, chị còn tranh thủ hát qua máy điện thoại để phục vụ các cán bộ và chiến sĩ đang trực ở các chốt. Vì vậy mà bộ đội đã yêu mến gọi chị là nàng Bạch Tuyết của núi rừng Vị Xuyên. Mỗi giọt nước chắt được từ trong lòng núi, đối với các chiến sĩ ở đây thật quý và hiếm. Nhưng sự có mặt của các nam nữ diễn viên trong đoàn, trong những giây phút sum họp như thế này còn hiếm hoi hơn. Người lính như được sống giữa một ngọn lửa ấm áp của tình yêu gia đình. Cuộc sống có thể còn nhiều điều thiếu thốn, nhưng không thể thiếu tiếng hát. Mặc dù trong điều kiện chiến đấu căng thẳng, các chiến sĩ vẫn thu xếp thay lượt nhau xuống núi để được xem biểu diễn. Trong số họ có cả những người vừa cống hiến một phần máu thịt cho đất nước. Những người đó không về được hang Làng Lò, mà phải đi thẳng đến bệnh xá của mặt trận. Mặt
một tốp diễn viên xung kích của đoàn đã được cử ngay đến để kịp thời phục vụ. Lời ru của ca sĩ Hoài Thanh cũng là lời ru của đất nước đang truyền thêm sức mạnh cho họ để tiếp tục đứng vững trên mảnh đất này. Tôi cũng đã gặp lại nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà đang trên đường đến với bộ đội pháo cao xạ. Mặc dù thiếu nhạc cụ, nhưng với nhiệt tình, tài năng và sức sáng tạo, anh vẫn mang lại cho chiến sĩ một niềm vui độc đáo. Giữa ngã ba Thanh Thủy, một trọng điểm pháo ác liệt, anh vẫn sẵn sàng phục vụ bộ đội những tiết mục đặc sắc. Anh đã gửi gắm vào họ một niềm tin và tấm lòng của người nghệ sĩ vượt ra ngoài giới hạn của ngôn từ. Để từ đó, trong từng trận đánh, như bao giờ cũng có cả tiếng trống hào hùng của anh. Trận có lúc thật yên ả và thanh bình. Đấy là dịp để người chiến sĩ và nghệ sĩ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức lực tiếp tục cuộc chiến đấu mới, hay được dành đôi phút thả tâm hồn về với một miền quê yêu dấu. Trận mối tình quân dân càng keo sơn hơn bao giờ hết. Múa niềm vui bên suối, buổi sáng trên nương, người giao đi hội, hay ta đưa nàng về dinh đã mang lại cho đồng bào các dân tộc và chiến sĩ ở đây một niềm phấn hứng đặc biệt. Cùng với nhiều bài hát trữ tình như Dáng đứng bến tre, Giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh, Mùa xuân từ những giàn khoan,
các giọng ca của đoàn đã tạo nên một bức tranh sôi động về toàn cảnh của đất nước, để từ đó hướng tới một tình yêu đối với người chiến sĩ đang cầm súng chiến đấu. Lúc con thơ ngắm nhìn anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời, con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội. Của đoàn nghệ thuật quân khu 2 cất lên là ở đó như có thêm sức mạnh. Ở tại chiến hào Vị Xuyên, Hà Tiên, tiếng hát của đoàn đang biến thành một sức sống mãnh liệt trong lòng người chiến sĩ, cổ vũ và thôi thúc họ bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.